Hello cả nhà nha. Chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha cả nhà. Bữa nay mình không được ổn rồi cả nhà ơi. Hôm qua lên công ty làm 4 giờ mấy 5 giờ chiều á, cái mình vô trước khi làm á, công ty bắt test xong mình bị F0 luôn nha cả nhà. Mình chạy ra xã khai báo y tế xong rồi về nó bắt mình cách ly tại nhà. Giờ thì mình đang ở ngoài mộ của ba. Có giọng rồi với bố, nước uống, giờ mình mới dỡ cơm ra nữa nha cả nhà. Bây giờ mình cách ly rồi, cách ly ở trong nhà luôn, mình không có ở trong nhà. Tại vì có hai bé nhỏ với mẹ với vợ mình trong nhà thôi à. Rồi mình ra đây mình ở, sáng giờ cưa cái đống củi này, mình phá vườn á cả nhà. Tại vì bưởi này nó hết có trái rồi. Người sản dịp bị cách ly ở nhà rồi cưa củi luôn á. Tối giờ thì ở ngoài mộ của ba cách ly, tự cách ly ở đây luôn, không biết vợ dở cơm ra cái gì nữa. Rồi mời cả nhà ăn cơm với mình nha, để coi vợ dở cái gì ra cho mình ăn cơm không biết nữa. Wow, ớt nè. Ê, giờ mình dở trong cái rầm mên nha cả nhà. Wow, cá tai tượng cả nhà ơi, cái đầu con cá tai tượng nấu canh chua. Rồi thịt heo kho. Rồi cơm. Mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Ngày đầu tiên cách ly tại nhà nha cả nhà. Bây giờ thì mình ra xã khai báo y tế á, nó bảo là mình không có triệu chứng gì, nếu mà trong cơ thể bình thường á thì cách ly tại nhà á, chứ không có bệnh nền gì á thì cứ ở nhà cách ly. Rồi mình về đây rồi tối giờ ăn ngủ ở đây. Vợ mình mới dỡ cơm ra cả nhà. Giờ mình ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Có cái đầu cái tay tượng nấu với canh chua rau muống á cả nhà. Thì có nước mắm ớt với thịt heo kho. Rau muống ngon quá. Mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Hồi bữa thứ tư á cả nhà, em mình bị nghẹt mũi, chảy mũi nước, xong ho, xong cũng được mấy bữa rồi mà uống thuốc nó chưa có hết. Rồi hôm qua đi làm á, rồi bắt test rồi bị luôn á cả nhà. Cái dầu mên to quá, em còn đũa luôn cả nhà. Mình có cái muỗng nữa chứ. Ở ngoài vườn ăn cơm mát mẻ quá cả nhà. Tội nghiệp con gái. Hỏi ba sao ba ở ngoài này. Cá tai tượng thì xương quá cả nhà. Nó cá tai tượng còn nhỏ, nhà mình nuôi khoảng nó bự bự á, nó đỡ xương, nhưng nó còn nhỏ xương quá. Cái mùa này thời tiết nó hơi lạnh hết cả nhà nhớ giữ ấm cơ thể mình á. Nghe nói là bị sổ mũi rồi bị cảm, test cũng dính nữa cả nhà, mà không biết
phải COVID nó xâm nhập không hay là chỉ là cái con virus cảm thôi, mình không không biết được. Nhưng mà cách ly dưới nhà thì sẽ an toàn hơn nha cả nhà. An toàn cho gia đình và người thân. Thì công ty cũng là ăn cơm một mình, về nhà bị cách ly cũng ăn cơm một mình luôn nha cả nhà. Ở nhà mà không được ăn chung với gia đình nên vừa ngồi ăn một mình ăn luôn. Đây mình mẫu của ba mình nha cả nhà, có cái giỏng, dân giỏng mình nằm đây. Hôm nay có cái ghế bố, mẹ mình kêu đem cái bố ra, mẹ mình để phía sau rồi mình vô mình lấy. Bên y tế dặn mình là phải giữ khoảng cách 2 mét, hay vật gì cầm nắm bình thường thì phải xịt cồn sát khuẩn á cả nhà. Tháng thì mình cũng có nhờ mua bịch thuốc ngừa COVID á cả nhà, 4 dĩ với một chai cam vitamin đó cả nhà. Cái thời tiết gần Tết nè cả nhà, nó lạnh lạnh, mình dễ bị cảm á. Cả nhà nhớ ăn uống điều độ luôn vô cả nhà, để có gì giống như mình mất công á. Mới có ngày đầu tiên mà không bị giường không. Không biết mấy bữa nữa mới hết. Ở ngoài này gió mát thiệt cả nhà, mà hơi buồn. Ở sau vườn mà không được vô nhà với con gái, với gia đình. Nãy giờ mình cũng ăn cơm xong rồi nha cả nhà. Nghỉ ngơi chút xíu nữa cái mình cưa cái đống củi này cho xong nha cả nhà. Chắc đống củi này mình cách ly nửa tháng ở nhà chắc cưa mới xong được cái đống này cả nhà. Còn bên đây mấy cái cây khô nữa. Mùa dịch này cũng nguy hiểm quá cả nhà ơi. Mình đi làm mà một tuần nay mình cũng ở nhà không đó, mà không biết sao cũng bị nhiễm nữa. Ở nhà đúng một tuần rồi mới đi làm lại luôn đó, ngày thứ hai đầu tuần luôn cả nhà. Vậy mà cũng vẫn bị nhiễm. Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha cả nhà. Mùa này dễ bị cảm, cảm là nó, COVID nó cũng dễ xâm nhập á cả nhà. Mình xin kết thúc video đây nghe cả nhà. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Giờ thì bye bye, chào cả nhà. Bye bye.